Trang Foxport dự đoán tuyển Việt Nam có thể thắng Bồ Đào Nha. Tác giả Dark Marty của The Foxport đã có bài viết phân tích trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ. Trận thua 0-3 của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển Mỹ nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn trong và ngoài nước. Tác giả Dark Marty của The Foxport cũng đã có bài viết phân tích trận đấu của Huỳnh Như và các đồng đội. Trong bài, nhà báo Marty dành lời khen màn trình diễn dũng cảm của đoàn quân áo đỏ. Dù thua đậm nhưng tuyển Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu. Bằng cách thi đấu dũng cảm trước nhà đương kim vô địch thế giới, đội bóng đang đứng đầu, họ đã làm cho đất nước của họ tự hào trong kỳ World Cup đầu tiên của mình, bao gồm cả bóng đá nam và nữ. Đáng chú ý, tác giả Dion Marty thậm chí còn cho rằng Huỳnh Như và đồng đội có thể thắng Bồ Đào Nha ở trận đấu thứ hai. Kinh nghiệm thu về sau màn trình diễn với tuyển Mỹ, Việt Nam sẽ có thêm kinh nghiệm chống lại Bồ Đào Nha trong trận đấu tiếp theo của họ. Và với thêm một ngày nghỉ ngơi, đừng ngạc nhiên nếu họ giành được một điểm hoặc thậm chí có thể là ba điểm, tác giả nói thêm. Trong khi đó, tờ The Atlantic của dành riêng một phần trong bài tổng hợp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ để nhận xét về màn ra mắt World Cup của đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tác giả Jeff Buter bình luận, năm 2019, đội tuyển Mỹ mở màn World Cup bằng trận thắng tưng bừng 13-0 trước Thái Lan. Đối với những người ít theo dõi bóng đá quốc tế, họ có lẽ mong chờ điều tương tự với đội tuyển Việt Nam cũng lần đầu tiên tham dự World Cup. Hóa ra đó lại là nhận định có phần ngây thơ. Thật khó để nghĩ ra một thử thách khó hơn việc đối đầu với nhà đương kim vô địch World Cup. Nhưng tân binh của giải đấu có thể tự hào với lực lượng cổ động viên hùng hậu cổ vũ và những tiếng vang có thể được nghe thấy qua sóng truyền hình bất cứ khi nào họ lên bóng. Cây viết của tờ The Athletic nhận định, sau trận gặp đội tuyển Mỹ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập luyện cho trận cầu quan trọng sắp tới gặp Bồ Đào Nha. Trận đấu diễn ra vào lúc 14:30 ngày 27 tháng 7.